Xin chào các bạn, mình Thợ Ông Chuyên. Hôm nay nhận sửa một mạch DC-DC tăng áp 1800W cho một bác ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình có quan sát thì cầu chì đây bác nhổ đi nhá. Bác hàn vào dây đồng vào. Và dây đồng này nó không ngắt được nên làm cháy mạch ở đây nhá. Lỗi ban đầu chỉ chết nên công suất ở đây thôi, chứ còn MOSFET công suất, nhưng mà bác hàn dây di theo cho cầu chì nó không bảo vệ được thì cháy cả mạch luôn. Và mình kiểm tra chết thêm TL494 nhá. Con này chết khá nặng. Ở cụm nguồn thì là có điện áp cho mình cấp nguồn trước đó các bạn. Quạt với cái tản điện mình để đây này. Cứ nhổ mấy cái linh kiện chính ra đã, xong mình sẽ cấp nguồn là mình kiểm tra một số thông số. Tiếp tục video mình sửa cụm nguồn này. Cụm nguồn 1500W thì mình đã cấp điện vào cho nó và mình kiểm tra thì cái bộ nguồn nhỏ này, đây có một cụm nguồn phụ này. Nó tạo ra 13V, hơn 13V tốt. Nó cấp cho LM358 đây này và con TL494. TL494 này đã có nguồn tầm 13V. Nhưng mà mình có đo ở cái chân chân điện áp chuẩn cửa ra của nó là chân 13 14 này. Các bạn nhìn như này, chân 13 14 nhá. 13 14 này đúng chuẩn nó là 5V. Nhưng mình đo ở đây nó tầm 13V luôn. Thì mình suy ra là khả năng cao là chết con TL494 nó con này rồi. Và tiếp theo đấy, mình có đo đến cụm driver thì hai con cha này thì cũng chết rồi, MOSFET chết này. Chỗ trước từ MOSFET đến hai con cha này có một con điện trở nhỏ đấy. À, từ hai con cha này có MOSFET có một con điện trở nhỏ này, R28 này thì cũng cháy đứt rồi, nó là một ô chỗ này nhé, có một ô nhưng mình không vẽ ở trong này. Chắc là từ con MOSFET này chết này, nó lao đứt con điện trở một ôm đây này, chết hai con chan đây này và chết TL494. Sau mình sẽ thay và kiểm tra tiếp. Sau khi mình thay con TL494 thì mình đo có xung ra nhé. Mình cấp 24V vào cho nó thôi. Chân 9, chân 10 này, có xung này. Chân B này và chân G có một phép này. Điện áp thì thôi mình không phải đo nhé, điện áp thì khi này chân 13, 14 phải có 5V. Hôm trước là nó không có xung đâu, hôm nay sau khi thay TL494 và thay một số con trở ở cụm driver thì có xung rồi. Bây giờ chỉ còn bước kiểm tra cuối cùng là hoàn thiện mạch và cấp nguồn thôi. Sau khi mình kiểm tra xung thì mình mới hàn cuộn cảm vào nhé, chứ còn nếu mà không có xung mà hàn cuộn cảm vào là chết con MOSFET ở dưới, hoặc là tháo MOSFET ra. Nếu mà hàn cuộn cảm phải tháo MOSFET ra nhé. Ok rồi các bạn ạ, điện áp ra này, mình đang để 48 này, điều cho lên này. Làm 2 này, 3 này, 4 này. Cái đồng hồ công suất các bạn nhìn ở góc bên này nhé, đăng cấp 24V ăn 0,07A này. Rồi mình cho lên 60V nhé, bóng đèn sáng này. Mình không thử tải nặng tại vì mình đang chưa gắn tản nhiệt các thứ nhé. Giảm điện áp vào này, 23V này, 22V này, 21V này, 19V này, 18 này. Để 10V vẫn ra 60V nhé. Mình sẽ chỉnh cái cảnh báo điện áp thấp này. Đây có một cái biến trở cảnh báo điện áp thấp này. À, vặn vào là nó sẽ sáng đèn đỏ đây, nó mất điện áp ra này. Có một cái điện áp báo điện áp thấp đây. Điện áp vào thấp. Mình không thử tải nặng nên mình sẽ không thử cái chỉnh dòng nhé. Để áp thấp vào là mất điện áp ra nhé. Sụt áp này.
Rồi, ok rồi. Test thêm quạt đó. Ở dưới này có một cái cảm biến nhiệt màu đen bé xíu này. Mình cấp điện, cấp nhiệt cho nó là nó sẽ quạt quay đấy. Quạt quay rồi, ok. Mọi tính năng của mạch hoạt động bình thường rồi. Mình nói thêm về cái các tấm tấm tản nhiệt này. Các tấm tản nhiệt này không được bỏ nhé. Nó có tác dụng vừa dẫn nhiệt và vừa cách điện. Nếu bỏ đi là chập luôn á, bỏ đi là các tấm tấm nhôm tản nhiệt đây chạm cùng chạm vào một mặt này là chập nhé. Rồi video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong lần tiếp theo.